Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch. Vậy là xong. Ok. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ quay trở lại với Lucky Block Battleground. Yeah. Thì mình đã mở đại là được một cái con sư cử. Á, rớt con sư cử rồi. No. Bây giờ ta sẽ mở 8 món ra. Trời ơi, thật chứ, nghĩ sao cái sư cử nó có làm cội cần gì đâu mà. Lóc vàng với lại lóc hồng. Hết hồn. Yeah, có con gấu. Ủa nhưng mà cái này của mình bây giờ mình không thể nào mình thổi được, kỳ ta. Khó hiểu nha. Ủa, sấm sét đâu ra vậy? Ồ, nó thổi ra sấm sét. Ok, được. Vậy là mình sẽ giữ. Đấy, bây giờ là mình sẽ mở tiếp cái này ra để coi mình có vũ khí nào ngon ngon không coi. Ồ, một cái móng vuốt nè. Móng vuốt này không có gì đặc biệt cả, bỏ đi. Với lại một cái kiếm. Wow. Ok. Số 2 là cái wow, kiếm. Wow. Chết. Trời, cái kiếm này giết xong là coi như là mấy thanh niên khác mất chắc luôn. Ê mày, nó có kiếm đẹp mày. Đâu? Kiếm hình con cá. Ồ vãi. Ồ, có chảo trong mắt tao ra trời. Ôi. Trời, tao ba lên chắc luôn rồi, nhìn lên trời. Tao có lính nè. Đâu mày? Yeah. Tao cầm tạ tao chọi. Ủa, nó cầm tạ, nó tập tạ hả? Đâu. Ôi, mày làm gì? Ủa, mày cầm gì vậy ba? Đang quay tay. Vãi. Ai da, chết ngắt, trời, nó bắn cung mới ghê chứ. Ok, để mình, mình nên lấy nhiều vô chứ mình lấy ít quá cũng không được. Mình sẽ cất bớt vô đi. Ok, kiếm lửa. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Ok, tao lấy 8 hộp Lucky Block rồi để dành coi, mở dần luôn nè cung. Ừ, mở đi, hồi nãy tao cũng 8 cục á, mà tao chơi có 1 cục tao chết ngắt. Vãi. Đây, ta sẽ cầm cái kiếm này. Ôi, có cái búa gì nè. Wow. Trời, búa gì đập một phát rồi bay lên trên trời. Cái gì vậy? Đây. Ồ, đạn sida dưới trời. Đồ. Không à, búa rồi không à. Trời ơi, búa ngon nè mày, búa ngon nè. Trời cha. Búa nè. Ê mày, cảm ơn bậy ba. Để xíu, để coi mở ra. Ồ, cái gì vậy? Hoa cành, hoa lá hẹ gì đây? Trời ơi, thả hoa nữa chứ. Sao vậy? Trời ơi, gì mà hư cấu vậy, thả hoa nữa chứ. Yeah, chết. Trời, ném kính nè ba, có ném hoa nè. Đó, ném hoa nè, đấy, ném hoa. Phi tiêu hoa lá hẹ. Mạnh mẽ. Dạo này thấy kia mạnh mẽ lắm rồi nha kia. Ô, có bé kìa, có bé. Con nhện hả? À, con bé này có làm ăn được gì không? Đó, đi theo mày để nó phá hỏi. Ô, chạy nhanh nè. Chú cha. À, đau. Ê, đứng lại, tao quýnh cái coi. Thôi, bỏ đi. Thôi, tao vô quý khác. Ok, mình sẽ mở tiếp. Rồi, một cái phóng phi kiếm. Cái số 8 này vui nè. Yeah. Bao lên. Trời, ghê vậy. Gì vậy? Trời, gọi điện phóng cái phóng tên lửa xuống kìa. Đó, nghe kỹ gì không? Bởi vậy, kia nó là người ngoài hành tinh đó mọi người. Ủa, rồi sao nữa? Vãi, con vậy thôi hả? Trời ơi, ơi cái gì vậy? Ôi, té sắp mặt rồi. Vãi. Cái súng gì mà thổi ra nguyên con cái heo ghê vậy? Đồ có luôn hả? À? Hay vậy? Nó đè tao muốn chết luôn. Chết thanh niên rồi, khà. Chết thanh niên này luôn. Trời ơi, cái búa này mạnh mày. Trời, búa đúng mạnh luôn. Ok. Số 7 ra con Phượng Hoàng đặc biệt. Ok, cái này được nè, mình sẽ cất hết mấy cái này vô. Oh, cái này không có sử dụng. Sử dụng không được chứ phải là không sử dụng. Ủa, nhà mình đâu ta? Sao mà hồi mình đi mà không biết nhà mình đâu luôn. À, đây thấy rồi. Your base. Okay. Your base. Yay. Mày đâu chạy nhanh như vậy? Tự nhiên coi chạy nhanh gì luôn á, tao không hiểu lý do luôn á. Tao tí hon lại nè. Ủa xe à? Mày làm gì mà cái dí hon vãi? Đó, hay quá, tao không biết giết này sao luôn á. Ok. Trời, mình lấy dư quá rồi, không được rồi. Ủa, cái gì đây? À, cái kiếm này thôi hả? Trời, cưỡng cái gì ngon chứ. Đập nó. Ủa, chơi sao? Cây búa nè, cây búa nè. Work, chơi về thành dưỡng sức. Yes, một thanh niên đã về thành dưỡng sức. Và Bami cũng đã chết luôn. Dễ ăn của ngọ lắm. Ủa, mày chưa chết hả?
Cái da đau mà. Chết. Chết chưa? Yes. Trời ơi, đậu phộng mình chết luôn mới ghê chứ. Trời ơi, cần. Con chim nó tao giết. Vãi nồi. Con chim mày ghê vậy? Con chim mày ghê vậy? Mày con coi lật con vặt lông chim mày không? Vãi vặt lông chim ngon, đụng lông chim nó đi. Thôi đụng vô cho thúi vậy. Mong manh con chim mong manh. Ok, lấy đủ 8 hộp, 8 lucky block và mình sẽ ra mình mở tiếp. Có cái máy sấy nè. Ok. Kiếp cùi thôi ta. Số 5 nè, đó, nguyên một con pet của tàu. Cái bài phù phép đã rất là lập bài. Chết rồi, chế bậy rồi, không ổn rồi. Ai tao bút bàn thì cầm. Trời, nó thả như đúng rồi. Ý, ôi còn có cái móng vuốt nè, ôi móng vuốt đúng ghê luôn. Ôi các bạn, quái các bạn lật các bạn ơi, ta đang lộn các bạn nè. Ra đây. Tao đây, một bài. Trời, mà không dính thế mới đau chứ. Rồi, dính rồi. Nhau qua đây kìa. Ủa cái gì vậy, ủa cái đang bắn cái gì vậy? Trời ơi, kinh vậy. Đau. Uhu, ăn nguyên các bạn tao luôn mày. Ủa ghê vậy. Đùng. Trời ơi, ghê thật, không chết. Té ngập mặt luôn. Đùng. Ôi súng này ngon nè. Chết, chưa chết. Ok, dính chữ rồi, dính đạn rồi. Ôi đạn này kinh quá, đạn này găm xuyên người luôn. Quá ghê, nhưng mà đam yếu quá nên không chơi. Trời ơi. Ê mày, ta có vũ khí cầu lông nè. Vãi. Cầu lông nè. Đánh cầu lông nè. Cái gì ba? Chúa. Đô, bay luôn kìa, kinh thật. Cái gì vậy ba mi? Chiêu. Đùng. Trời. Trời, nó đập cái nó lộn cái bàn kìa, trời ơi, thiệt tình chứ. Vãi. Cái này không là bị gì delay. Đùng. Trời ơi, nó đập cái bàn nó rớt chết trơn luôn. Vãi. Yes. Mấy đàn này chết quá trời luôn. Đùng. Ủa cuối không ta? Nó không chết ta. Ok. Đó, đúng rồi. Tập trung vô. Yes, đúng rồi. Đùng. Trời ơi, chả kịp thời luôn, mới ghê. Okay. Hey. Mày đâu rồi, okay. Ra đây ba mày. Ra đây là sẽ cho mày về thành dưỡng sức. Số 3 là gì đây? À, cái nỏ. Mày thấy bà mày cái tao được kìa. Ủa mày đâu rồi? Where are you now? Chết! Khà. Bắn ai vậy ba? Chết ba mi nè, chết thằng ba mi. Đùng. Trời ơi. Dễ ăn cũng ngoại lắm. Trời, cái gì vậy? Mất máu, thằng nhỏ mất máu. Trời, còn có một giọt máu à, thấy bà tôi rồi. Ủa cái gì mà ghê vậy? Yeah, chết. Đùng. Trời ơi, nó không chết. Ôi, cái gì ghê vậy ba? Chết kìa. Chết thằng này chứ. Đùng. Ôi, nó không chết. Ủa, chết luôn mới ghê chứ. Ủa, chết rồi hả? Ủa, còn chút sao chết kìa vậy? Ủa, ba thấy mày chưa chết mà. Ba còn đúng một cái nó, mất cái chân rồi. Dạ, để ta cho mày về thành dưỡng sức. Piu. Thấy mẹ rồi. Chết chưa? Ta lỡ trốn ở đây luôn rồi. Vâng. Ủa, cuối cùng rồi mày chết chưa? Đùng, yes, hay quá, đã giết được một đứa nữa. Ồ, vũ khí này ngon nè. Vũ khí này quá ngon luôn. Trời ơi, cho mình vũ khí mà. À, cái gì vậy? Ủa, đâu vậy? Ủa, sao nó không chết vậy? Ủa, mày đang dí theo tao hả? Ừ. Vãi. Tao mất ngón cái là cục chân luôn rồi. Ủa, vậy sao mày dí theo tao đâu thấy mặt mày đâu cả? Ờ, giờ tao tàn hình rồi. Vãi, chơi mà chơi tàn hình. Điếm thúi. Ta sẽ mở tiếp là vũ khí khác. Rồi chết luôn phải. Tự mình giết mình luôn chứ.
Đó, cái cọ chưa bóp giấy hả con? Tự bóp giấy, thơm một thơm. Mở cái bọc hoa lên cái nó quay vòng giết luôn. Vãi. Nó xài vũ khí cùi không rồi ta? Ôi, nhảy ra, no. Rồi, con rớt xuống dưới con chết luôn. Ô hên quá, rớt xuống dưới không chết mày ơi. Hên thật. Ok. Ôi giờ, bây giờ đi xuống Phụng dưới Hoàng Bất Tử. Đây là Phụng Hoàng Bất Tử. Ok, ra được rồi, trời ơi, mừng quá. Đó, đập hộp Lucky Block nó sẽ cho mình cái gì đây, số 7. Ok, này không có gì hết, bỏ vô. Còn số 6, cây số 5 thì sao? Cây Phụng Hoàng đi thứ ta con. À, con có Phượng Hoàng nè. Qua đây con trai, đúng rồi. Chết anh yên nè. Đứng yên làm gì, đứng yên làm cái gì nè. Đùng, cho ở đó không chết. Yeah, chết rồi. Bắn đạn dí được con. Dí nó con, đúng rồi. Đạn đó là mày đạn dí mà. Dí nó. Chết kìa. Đùng. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy ba? Chết na. Đùng. Trời ơi nó không chết. Mày chạy. Trời ơi. Thiệt tình. Chim không à. Vậy. Cũng có cái súng đó tao thấy nó toàn bắn chim không à. Ơi cầm nguyên cái bom rồi ơi cái chảo nè. Cái chảo thần thánh đó đừng có đùa. Một mình tao với một con chim nho nhỏ của tao cưng hết. Rồi mày đợi nha con. Tao sẽ ra tao sẽ hấp xả mày. Ok, qua đây tao hấp thái mày luôn á. Đây bây giờ tao sẽ mở ra. À, chết rồi. Bắn bậy bạ chết ngắt rồi. Ủa? Sao tao không sử dụng được? Rồi phải reset lại character nữa chứ thiệt mình. Ok, số 3. Trời đất ơi, kiếm gì đây? Ủa mẹ ơi, tao không mở được. Kiếm này có bộ kinh dân hả? Sao vậy? Ủa sao nhiên tao hết mở được rồi? Rồi xong, ăn hành luôn. Vãi, tao mở không được. Trời tao có đôi giày nữa nè. Ủa sao hư cấu vậy? Tại sao mình lại mở không được? Ôi, đập hộp Lucky Block mà lỗi luôn mới ghê chứ. Vãi. Thật là hư cấu. Ok, đây là một phút cho fan art. Fan art này là của bạn Vanilla Sèn. Bạn đã vẽ cho mình cái skin, hình như skin Roblox của mình nè. Nhưng mà đang làm gì là đang đeo tai nghe nè. Đang ngồi trước máy tính nè. Ở đây có chuột bàn phím nè. Chắc là đang chuẩn bị ngồi quay game nè. Ok, bạn vẽ đẹp thật chứ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan art thì cứ gửi cho phần tin nhắn của fanpage. Mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Mình đã quay trở lại đây. Hồi nãy là do lỗi của game mình không thể nào mà mình mở đập hộp Lucky Block nữa nên là bây giờ mình phải ra mình vô lại mới được. Để coi bây giờ nó sẽ cho mình cái vũ khí gì đây. Vũ khí có bá đạo hay không nữa. Tao biết cái cây này cái gì mà sao nó tàn bánh trời không ta. Ok, đây. À, nó bắn lên trời xong rồi nó mới. Ôi, một đống vũ khí lạ luôn mày. Rồi nổ. Ê, đây cái súng mới được nè. À, hiểu rồi, nó bắn lên trời xong rồi nó nổ xuống. Vãi. Đi bú thò. Nữa, mày à con. Ê, nổ đây. Mày à con. Chết nó Bobby ơi. Né ra. Nguy hiểm lắm. Súng đó mình biết cách chơi mà nên nó cũng khá là nguy hiểm. Ôi. Đùng. Trời ơi, chơi mà chơi ra hết. Thiệt tình. Chết nè. À, ủa cái gì vậy? Sao như có chết vậy? Mày chết rồi kìa. Đồ, cự bóp giái mình luôn ghê thật. Ôi. Hay thật. Hay cao chết rồi. Ôi cung thiệt mắt. Hay phát chết luôn. Ôi bó tài luôn. Thất bại quá. Mày đâu rồi. Có đang mở lại, có đang đập hộp. Đập hộp lúc kia là... Ôi có được cái đinh ba luôn là chạy đúng nhanh luôn. Trời ơi, nó lướt luôn mới ghê vô thiên dương vậy ông ơi. Ủa sao nó chết vậy? What the fuck? Chơi gặp lướt nữa. Ủa đứa nào giết tao vậy? Cái xác vừa lê vừa lết luôn, dễ sợ gì chứ. Vai. Ê, wow cái cung này đúng quá đạo luôn á. Đây, bắn hai phát. Ủa vậy là nếu cung mày bắn tao hả? Ừ. Ủa cung gì mà bá đạo vậy? Không chơi, nên là mày không biết nha. Ủa nó giết tao ghê vậy? Ok. Yeah. Ok.
Ai được kia, được cái vũ khí nè. Ồ, có con rồng nè. Yeah. Con gấu chó nè. Có con rồng nữa nè. Ồ. Con rắn. Trời ơi, con rắn kém đâu. Mình biết vũ khí này rồi. Con rắn nè. Ra đây. Con rắn nó ra đây. Ra đây mấy đứa, ra đây. Đập cho banh lòi luôn nè, đập cho lòi hỏng luôn nè. Đó, đúng rồi, nhảy xuống đi. Đó, chính xác, hay quá. Nè. Yeah. Ra đây. Ra đây về thành dưỡng sức. Ê, đau. Không có chơi. Chơi giờ chơi với vế. Từ từ ba. Ủa cái gì vậy? Chơi cái gì vậy? Đụng hỏng cái lộn cái bàn đâu ra vậy? Đụng cái bàn ơi, cái cáo gì? Lộn cái bàn nè. Trời ơi bố, có hai luôn đâu ra mà lộn cái bàn vậy, thiệt cần chứ. Ok, mình khác. Gà. Vũ khí của tao mình có bá đạn. Ồ, đang đập lại hộp lucky block, nó không cho có gì không ngoài những cái tàu lao không. Hai cái này cất đi. Yeah, hết sọt, chết luôn. Vãi, ghê cà. Vậy. Hết kim luôn. Ý, con chạy nhanh được rồi nè, cu. Mày á con, chết vào mày ơi. Chết vào mày ơi, yes. Ôi, con nhỏ xíu lại luôn rồi nè. Mày bưởi. Chết rồi, nãy rồi. Chết chắc luôn. Chờ được nha nó. Cầm cái cây mút nết nó giết sẽ đứt nó giết. Yes. Ok. Về đây con nào, về đây. Bắn. Piu. Ở đây cầm cung hả? Ôi cung gì nhiều dữ vậy? Ôi cung gì nhiều dữ thần luôn ấy. Đó, mình sẽ cầm này, mình sẽ nhảy bay vòng vòng. Piu. Chết đất trời sao ta? Ok, ô chết luôn, trời ghê vậy. Oh. Wow. Chết, yes, trời không chết. Ói mã tức, ói máu luôn, không chết là không chết. Ôi, nó có bay đi đâu lên trên trời rồi. Trời ơi, thiệt tình chứ trời ơi. Vĩnh biệt cuộc đời luôn, bay đi đâu tôi không biết luôn. Trời ơi, thiệt tình chứ. Ôi, có ai đi đâu luôn rồi kìa. Ôi, tới cũng mạnh luôn. Bay đầu giết cắp á. Chết luôn trời. Trời ơi, đậu phộng, con bay một phát lên trên trời. Con không biết con đang đi đâu luôn á, bó tay chứ. Cái trái đất không, quanh người tao, đứa nào đụng như đất, con trổ bằng khác. Vãi. Vũ khí gì mà ba đạo vãi. Chết đất. Ok, con đang vô đây. Đợi con một chút xíu thôi, con sẽ cho tụi bay biết mùi. Biết mùi nhìn mày chết hả? À, ná ná vậy á. Hay gì con chết là tụi bay chết. Ê, con được vũ khí mới nè. Ôi, một đống cái mới luôn. À. Ôi, rồi, cái này bắn sao? Vãi, cái này không biết bắn sao luôn ấy. Thôi, hai cái này cù quá, mình sẽ cất vô trong đó. Ê, no. Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao có cái độc, cái cọc đinh này nằm đây nữa? Trời ơi, đậu phộng, cái cọc đinh đâu ra vậy? Ôi, bá đạo dễ sợ luôn ấy chứ. Nghe chết, ai á, trời bị cắn ra lưng. Anh nên nó cầm nguyên cái dòng gì đẹp dữ vậy? Cái dòng đó coi cưỡng yếu lắm mà ai về dòng đó mạnh bá đạo luôn. Ok. Con đang mở ra lại đây, con đang mở ra lại. Ôi có cái chảo còn có cái chảo trong BBG kìa, ghê không? Có mà, có chảo nó hài lắm, hài hước. Ok, thôi mình sẽ không lấy cái đó. Ê, tao đang xài cái đàn mà không biết cái gì vậy? Trời ơi là trời, mình bay mà thanh niên kia chạy mất xét rồi, thiệt cần chứ. Ok, thời gian cầm chảo quất. Bạc. Trời ơi, cầm chảo quýnh nó không có mạnh. Chết tôi rồi, cầm chảo quýnh không mạnh. Trời nó cầm cái con tử luôn, thấy ba tao rồi. Đùng, cà, mình đã biết cách giết rồi. Ôi, chọn cái gì vậy, cái con dao gì mình chém xa với vậy? What the hell? Ok. Ôi, kiếm gì quăng mèo vậy? Tám nè, chín nè, 10 nè. Ok, mình sẽ đập hộp block tiếp. Ok, cái này là cái gì đây? Ủa, game tao nói lỗi rồi mày, nó không cho đập nữa kìa. Chắc mày quá sẽ lần đập rồi đó ba. Có đâu. Yeah, tao có được cái vũ khí lợi hại của thanh niên nãy rồi. Ê, có không? Quăng tao cái vũ khí gì giờ tao xài không có được. Qua đây tao cho mượn nè.
Qua đây. Qua cho tao đi, bây giờ tao đập, tao đập block không được. Qua nhảy dây chúng tao nè. Kìa có một đứa kìa, đập nó đi, đập nó đi, đập nó đi. Ok, tao đang đập cái thằng đội nón nè. Không, sau lưng kìa, sau lưng kìa. Sau lưng mày kìa. Ê, sau lưng tao đây, ở trước tao cho sau lưng. Đậu phộng. Là ok, trời, cái này mình cảm ơn mày mới. Mày mới rồi. Rồi, hai thằng về thành luôn. Hay là. Trời. Trời ơi, cái vũ khí gì thế này, tôi không biết luôn. Không xài được nữa. Ok, dừng clip đi cu. Ok, mình tính ra sẽ dừng video này đây. Thì các bạn ơi, thích cái video này, nhớ để lại cho mình một cái một like và một subscribe và cái comment ở dưới. Là các bạn thấy cái game này có những cái vũ khí thật là cúng đúng không? Bye bye mọi người. Bye bye.